Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng anh em trở lại với channel Trẻ Em Game. Vậy là server Việt Nam cũng như các server Đài Loan, Thái Lan đều đã reset rank mùa mới rồi. Và đây là lúc anh em tạm xa chế độ cấm chọn vì đều phải thi đấu hạng ở rank bạch kim trở xuống. Vậy khi không có cấm chọn thì những con bài nào sẽ giúp anh em dễ dàng reo rank và gánh team nhất? Top 5, Van Hên. Đứng của chúng ta là con bài reo rank hiệu quả bậc nhất, nhưng S sẽ đi sâu vào các đen đồ và hướng di chuyển hơn là chiêu thức. Vì chắc chắn anh em quá hiểu rõ vị tướng này rồi. Khi anh em cầm Van Hên thì nên lên cho mình các trang bị như là gươm chấm sét, áo băng và dìu yoga. Những món trang bị này giúp cho Van Hên có nhiều khống chế và một chút chống chịu, hợp với lối cấu rỉa và thả diều. Đừng ham lên full sát thương quá nhiều, tại bạn sẽ phải trả giá nếu không được bắn trong giao tranh. Cố gắng tập trung điều khiển ăn lính để trụ vì tầm tay của Van Hên khá ngắn. Nếu bạn biết được các mẹo trên thì việc gánh team là cực kỳ đơn giản với đấng và lên rank ảo ảo nhé. Còn nếu anh em nào muốn chơi Van Hên với lối sát thương để gánh đội thay vì khống chế thì cần có khả năng di chuyển tốt và sự bảo kê từ đồng đội. Nếu không có bảo kê, lối khống chế là tối ưu hơn tất cả nhé. Top 4, Rat. Về cơ bản, Rat là con bài khó chơi ở đường mid nếu bạn chưa luyện thành thục, nhưng chất tướng khỏe lại gánh team tốt. Đó là lý do vì sao mà đây là lựa chọn số 1 ở vị trí đường pháp sư. Hãy luôn tung cú đấm chân không chuẩn xác để giảm giáp phép của đối thủ, rồi tùy tình huống để combo nhé. Còn một lưu ý cho anh em đó chính là khi chơi Rat, anh em nên chỉnh chế độ máu thấp nhất và tung chiêu theo định vị ngón tay nhé. Rất quan trọng nếu muốn thành thạo Rat gánh team. Top 3, Omen. Sau khoảng thời gian hơn một tháng cập nhật phiên bản đấu trường 2.0 thì Omen luôn là sự lựa chọn tuyệt vời ở khu vực đường kinh công. Mặc dù có nhiều con bài mạnh kiểu châu bò như là Roshi, Arum hay là sốc cát thương như là Zuka, Airi thì Omen luôn chiếm được ưu thế khi đi đường. Nếu bạn bật được sát niệm đúng lúc để mà tăng khả năng biến thương, mấu chốt đòi hỏi ở đây đó chính là Omen cần có lối chơi tinh quái. Khi nào đi gank bắt lẻ cùng đồng đội, khi nào đi để lẻ một mình, anh em cứ dùng Omen để đeo rank đầu mùa nhé, cực kỳ hiệu quả. Top 2, Nakrod. Nếu bạn chỉ sử dụng Nakrod để bay lượn một cách vô nghĩa thì chắc chắn không khó khăn gì, nhưng sử dụng ra sao, ra vào giao tranh như thế nào và hãy tận dụng tối đa khả năng nội tại thẩm phán oai nghiêm kết hợp cùng bộ chiêu thức của anh ta mới là vấn đề nan giải. Đó là chưa kể nguồn cơn rắc rối. Quả thật đúng là rắc rối theo cái tên gọi của nó, nhưng khi bạn đã quá nhuần nhuyễn kiểu dịch chuyển như vậy rồi thì tại thời điểm hiện tại, Nakrod được tăng thêm chút sát thương để ra vào giao tranh có khả năng khô máu với đối phương tốt hơn, cùng với meta để trụ ưu tiên nên Nakrod sẽ dễ dàng giúp bạn đào ganh và gánh team mạnh. Top 1, Violet. Đệ nhất xạ thủ của Liên Quân bất ngờ được tăng sức mạnh ở phiên bản mới. Dù bị giảm tốc độ chạy và phạm vi bắn của đòn đánh cơ bản, nhưng chiêu 2 và chiêu 3 của Vio lại được tăng sát thương. Trong đó chiêu 2 được búp sát thương rất mạnh, các cú ném lựu đạn nổ gây sát thương gấp đôi với phiên bản hiện tại. Chính vì sự thay đổi này, khả năng gánh đội cực kỳ tốt và nếu như không bị cấm thì Vio là sự lựa chọn hàng đầu. Vừa rồi là 5 cái tên mà mình muốn giới thiệu cho anh em để mà gánh rank đơn tại mùa 8 này. Trận đấu đầu tiên của các bạn tại mùa 8 này ra sao rồi? Trận đấu đầu tiên rất tiếc là mình không gánh được đội và đây là trận đấu thứ hai của mình và tiếp tục mình lại sử dụng tướng đó là Omen. Hãy đánh ngay khi các bạn nhìn số kinh nghiệm của mình vượt trội hơn đối thủ. Thực chất việc lên cấp độ và việc nhìn kinh nghiệm của đối thủ là rất quan trọng nhé anh em ơi, đặc biệt là khi giai đoạn cấp độ 1 đến cấp độ 2 các bạn áp chế đối thủ một lần, sau đó cấp độ 3 đến cấp độ 4 các bạn lại áp đối thủ một lần. Ở hai thời điểm đó, các bạn cần phải cực kỳ chú ý, đặc biệt là khi đi solo đường. Ăn nhau ở ngay cái kinh nghiệm đầu tiên và cái lên cấp độ để đến thời điểm nào để mà chúng ta giao tranh hoặc là chúng ta muốn mở giao tranh. Ở tân lính thứ 3 này là một cái tân lính nó lên rất chậm và nó lâu hơn tân lính 1 và tân lính 2 để mà lên cấp độ 2 và 3. Như vậy anh em cần phải tận dụng thời điểm đó, nếu mà thấp máu thì biến ngay về nhà. Nếu không đừng như thằng Ngộ Không vừa rồi là bị mình đánh cho nó sấp mặt, kiểu gọi là mất máu quá nhiều phải biến ở nhà và mất đi một tân lính thì hắn ta chính thức là thọt mình rồi. Và sau khi mình lên ăn xong tân này thì chắc chắn mình sẽ lên được cấp độ 4 và hoàn toàn sẵn sàng solo kill với tướng Ngộ Không luôn. Các bạn cố gắng ăn lính ngoài trụ nhé, tại vì ăn lính trong trụ ấy ạ, các bạn sẽ phải 50-50, tức là một là bạn sẽ lát hít được, hai là bạn không lát hít được. Nếu mà lát hít được các bạn sẽ hơn vàng đối thủ, nếu mà bạn không lát hít được đương nhiên là thọt vàng rồi đúng không nào. Cố gắng nhìn bản đồ và farm lính tất cả mọi nơi mà bạn có thể. Tôi phát hiện ra mid team bạn vừa lên bảng lính số và quyết định là ăn ngay cái trụ này. Sức bật của Omen tại đầu game thì không phải nói rồi,
Một tân lính đủ để bấu đi tầm hơn 50% lượng máu của trụ. Hãy tận dụng khả năng bấu trụ đây nhé. Anh em có thấy được rằng cái trụ mít ở tại đầu game trước phút thứ 3 hoàn toàn không được gia tăng sát thương như là trụ được kinh công. Chỉ vậy khi có cơ hội các bạn hãy cấu dỉa thật mạnh vào. Anh em có thấy được rằng tôi vừa ăn đi 80% của trụ được mít rồi. Quá thành công đúng không nào? Tiếp tục là lên đây ăn lính, ăn quái liên tục luôn. Khi mà các bạn có sát nghiệm các bạn phản lính rất nhanh. Rất tiếc là mình chỉ là hit được 2 con. Còn mà mất đi một con còn lại. Đi đâu bạn ơi, đi đâu con sâu. Chơi luôn anh em ạ, không việc gì phải sáng cả nhé. Cứ chơi bình tĩnh tự tin đi, sát nghiệm chuẩn bị hồi đây. Vâng, thôi khỏi đuổi anh em ạ. Nói chung là không nên mạo hiểm quá nhiều. Tại vì chúng ta đang có ưu thế mà. Và đương nhiên, tại sao tôi lại không dám bắt trụ? Đơn giản thôi, tôi chẳng thấy thằng rừng tìm bạn ở đâu. Nếu mà chúng ta đi gank hiện tại thì quá nguy hiểm. À đây rồi, con đợi đây à. Không cần vội vàng nhé anh em ơi, chủ yếu là kéo ra để một câu giờ thôi. Vâng, giờ đầu tư tìm bạn. Đây là con đượn của mình. Hello bé bé. Ok, đó chính là cái first blood của mình. Và mình quyết định quay trở lại để mà farm đường. Anh em đừng quá mải để mà giáp tranh ở đường mít, mà quên nhìn cái đường của mình là bọn lính nó đẩy đến đâu rồi. Các bạn nếu mà bỏ quên lính quá lâu thì chắc chắn lính đập trụ bạn tan tành luôn. Và khi đó bạn không phải là người lời đâu. Khi các bạn đi cùng với các vị tướng có khả năng sốc đam như là Ngộ Không, Zuka, Skull tìm cái đôi giày hộ vệ là tối quan trọng nhé anh em ơi. Ở trong một cái clip trước mình có nói về đó chính là làm sao để mà đối đầu với các vị tướng có khả năng gây phép, ví dụ như là Arum đi solo đường hay là Lucian solo đường. Thì đơn giản thôi anh em ạ. Một pha hơi nhạy cảm của mình anh em ạ. Pha đấy là mình cảm tưởng là rat nó sẽ tốc biến hoặc là nó sẽ sử dụng chiêu cuối để mà đạp ra, tức là đạp vào rat của team mình. Khi đó mình phải chiêu cuối để outplay. Rất tiếc, ý định rất là hay nhưng mà khi bạn lại không được như mong đợi. Anh em có thấy được rằng team mình đang vượt trội ở trên là 8-2 đúng không ạ? Và theo nát đang cực kỳ sáng sao, mình quyết định là đẩy trụ tiếp tục. Hiện tại chưa thấy đối thủ ở đâu cả. Đây rồi, chơi tiếp nha anh em ơi. Tôi căn sát thương đủ luôn. Căn sát thương đủ luôn này. Mình tốt biến. Đó, Ngộ Công không đuổi được mình cả. Mà đuổi được, mình sẵn sàng solo kill lại. Tại mình có chiêu 2 sát niệm rồi nhé. Omen điểm lợi hại chính là khi mà chiêu 2 các bạn có thể outplay tất cả nguồn sát thương. Khi các bạn được tăng cái lượng mà gọi là sao ta, cái lượng miễn thương rất lớn. Đây, hack Ngộ Công dám vào luôn ạ. Khi các bạn thấy Ngộ Công vào, các bạn chỉ cần bật chiêu 2 và bật chiêu 3. Chiêu 2 để giảm sát thương chúng chim, chiêu 3 để giảm sát thương đúng đối phương luôn. Tức là như vậy thì các bạn sẽ có tận 2 lần và 2 chiêu thức để mà giảm sát thương. Quá tuyệt vời đúng không nào? Thì mình đang cực kỳ lợi thế. Theo Anat đang gánh đội rất tốt với trước sự bảo kê của Badum rất là châu bò và tốc biến rất là quyết đoán, hạ gục ngay Vio. Tiếp theo là Anes. Quá tuyệt vời rồi. Theo Anat đang cực kỳ sáng sao và mình quyết định tiếp tục là đẩy trụ thôi. Một số điểm mà anh em thường gặp khi mà đeo rank đó chính là khi mà anh em đeo rank ạ, có lợi thế đúng không ạ? Anh em lại mải giao tranh quá. Tức là anh em thấy mình xanh rồi, sau đây lại mải giao tranh cùng đồng đội mà quên mất cái nhiệm vụ quan trọng đó chính là đẩy đường lính. Tới lúc một pha giao tranh thắng lợi nhưng các bạn lại không có lính để mà đẩy trụ ấy ạ, thì khi đó các bạn mới là người bị gọi là sao ta, gọi là người bị thiệt ha. Các bạn có thể ưu tiên đầu tiên đó chính là đẩy trụ. Omen mạnh ở điểm gì? Omen đã mạnh đó chính là khả năng 1v1. Đó chính là khả năng chơi cực kỳ tinh quái. Các bạn có thể đảo đường liên tục, đảo từ đường trên xuống đường dưới và sau đó là di chuyển khắp nơi để mà đi gank hiệu quả hơn. Hiện tại team địch đang mất tích, chúng ta cứ đứng ở đây đợi ha anh em ơi. Ok, đẩy thôi. Khi mà các bạn phát hiện từ 2 đối thủ trở lên ở cái cánh dưới và lính đường mid đang đẩy lên cao, khi đó chắc chắn đối thủ sẽ phải thủ đường mid đúng không ạ? Và khi đó chúng ta sẽ đánh nhau thôi. Đây rồi, ăn luôn anh em ạ, ăn luôn thoải mái. Mình có sát niệm rồi, không phải sợ nhé anh em ơi. Chơi luôn, cân cả hai luôn. Lại bật sát niệm, double kill luôn, ok. Vậy là chúng ta lại tiếp tục ăn trụ, một trụ và hai mạng luôn. Các bạn chỉ cần căn đủ sát thương là được nhé anh em ơi. Vậy làm sao để căn đủ sát thương? Đầu tiên các bạn phải hiểu chất tướng của các vị tướng đó. Và thứ hai các bạn phải xem trang bị của các vị tướng đó là đang có bao nhiêu trang bị. Your team has destroyed a tower. Chuẩn bị ép đường lần cuối nha anh em ơi. Chúng ta lại tiếp tục đẩy đường kinh công, cố gắng tạo cái thế lính, tức là ba đường lên cùng một lúc, ví dụ như là đường rồng và đường kinh công hiện tại.
đó là một cái thế lính, đó chính là hai đường cánh đều lên cùng một lúc. Trước khi đánh nhau, anh em nhớ tích trước ít nhất là 4 điểm sát điện nhé. 4 điểm nội tại vô cùng quan trọng cho anh em. Farm mọi nơi, farm mọi lúc và farm mọi thứ có thể đến khi nào full trang bị thì thôi. Lối trang bị lên của các bạn phụ thuộc vào team địch, ai đang xanh và chủ lực của team địch là ai. Và đồng thời xem là team địch có bao nhiêu vị tướng sát thương vật lý, bao nhiêu vị tướng tanker và bao nhiêu vị tướng sát thương phép. Điều đó giúp bạn có khả năng tiến đánh tốt hơn. Để mà đối đầu với các vị tướng như là Roshi hay là Arum hay là Maza đi sâu đường, một cái đai kháng phép hoặc là lên giáp Gaia, tức là cái trang bị cấp 2 để mà lên giáp Gaia hoặc là huân chương Choi là một trang bị tối thiện chơi luôn. Giết người trước mặt là 4 thanh niên anh em ơi. Nói chung là khi chúng ta có đủ nội tại thì giết đơn giản lắm anh em ạ. Sát thương thì nhiều, chống chịu thì tốt, không bị gì phải sợ cả. Đặc biệt là khi đối thủ đang thọt lời mồm ra. Trận đấu này khá căng go, đối thủ đang thủ rất là ghê gớm. Tiếp tục là đẩy trụ, lùi lại. Ok, đó. Các bạn cứ tiến rồi lại lùi, tiến rồi lại lùi, chắc chắn sẽ giải quyết được cái trận đấu này cực kỳ đơn giản thôi. Hiện tại đáng ra ấy, nắc đốt lại bị ao mất rồi anh em ạ. Cái định mệnh thanh niên tự dưng lại ao ra. Ok, chúng ta quay trở về để mà giúp mà theo nát thôi. Tôi vừa nhận thấy là theo nát đang muốn ăn vị tướng con thả thần xê sát này. Mặc dù là bạn ấy cũng ping, nhưng mà chỉ cần các bạn quan sát bản đồ nhỏ và xem cái lượng đồ của theo nát đang có thì các bạn sẽ đọc được rằng đồng đội của mình đang muốn làm cái gì. Đơn giản vậy thôi. Khi đồng đội của mình chẳng lẽ tự dưng lại đi lòng vòng cái con tà thần xê sát làm cái gì đúng không nào. Thực ra lúc đấy là bạn ấy đang call cho thanh niên ba Doom. Hai thanh niên này nếu không nhầm thì chơi cùng nhau. Ok, kêu gọi rồi. Mình sẽ là thằng đi cùng tà thần nhầm cái con rồng tiên phong này anh em ơi. Còn lại 4 đồng đội khác sẽ đánh ở cái đường dưới kia và giúp cho chúng ta có một cái thế trận khá là mở. Giờ chúng ta sẽ ép được 3 đường cùng một thời điểm ha. Ok, tiến lên nào. Chúng ta câu kéo được ít nhất là 2 đối thủ ở cái vị trí này và giúp đồng đội tấn công hiệu quả hơn. Đó, anh em chưa? Đồng đội của mình đang áp sát bên dưới kia, còn 2 thanh niên đối thủ đang gầm gừ ở bên trên này. Chúng ta tiếp tục đẩy nào. Đang 3-5. Đang 3-3 ở trên này anh em ơi. 3-2 chứ. Ok, chắc là win trận đấu này thôi. Cảm ơn anh em đã xem cái trận đấu mà mình nói hơi nhiều này. Nhưng mà chắc chắn tất cả những thứ mình nói đều có hiệu quả cho anh em, đặc biệt là trong cái khoản đi show đường và đeo đanh. Ok, cảm ơn anh em nhé. Đừng quên like, share video này cho các bạn khác đeo đanh tốt hơn. Những tướng mà các bạn chọn để đeo đanh là gì? Đừng quên comment dưới video này. Tại vì bất kỳ vị tướng nào đều có thể đeo đanh được. Còn nếu bạn chưa có sự lựa chọn thì đây là 5 tướng dành cho anh em. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.